Không coi thật tình. Dạ. Đúng rồi, chụp hết rồi tự nhiên mình cái này làm gì cơ không? Đưa ra cho ông này. Nói chung á, bây giờ nói là chung là có hai cảm rất là nhiều. Cảm nhận mình là phục vụ rất là tốt. Có hai cảm qua bên tại vì số đông đã nói thôi chứ mình có cảm nhận được. Ngồi chơi chứ có người cũng mời không ăn ngon uống, mình hỏi là ngon hay không, đã là ngon phục vụ tốt. Thế là mình mừng là mình cũng thứ nhất là mình là chủ gia mời người ta mà người ta đánh giá là cái gì mà uống này kia nhưng mà tốt, những này là tốt. Dạ, con cảm ơn. Dạ, cái qua bữa tiệc trước nha, cảm thấy là mình hạnh phúc. Được không? Là cái thời kỳ đầu tiên, cái ngày đầu tiên mà con lại con mời chung với anh. Nghe không? Nói với đời người 30 năm cũng là không có dài con mình. Lại là lại ăn ngồi. Cái quá trình ăn mình sống coi trò lên cho hiểu nhau cuộc sống anh nhiều cái nấu nhiều cái đứa trẻ không hiểu được dưới 30 tuổi không bị được cuộc sống đúng không, nhiều cái này kia nhưng mà tới bữa nay là cô chú Đức ra đây bà con tới dự là hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. Thì có nói là ba điều mà nhà mình cảm thấy là hài lòng nhất về cô đi nha là gì ạ? Cô chú hãy chia sẻ không? Nói lại câu. Dạ, cô chú cho con biết là ba điều mà làm cho nhà mình cảm thấy yêu thích nhất, hài lòng nhất về cái dịch vụ của chú Đức nhà mình đây nha. Hài lòng nhất. Dạ. Dạ. Là giống bia vô từ gái luôn. Em thì ấn tượng đầu tiên là rất là trang trí nhà hàng rất là đẹp và rất là bắt mắt. Thứ hai nữa là món ăn thì em là thứ hai em quay lại thì thực sự nó là cải tiến hơn rất là nhiều. Thì món ăn ngày hôm nay đa số em thấy khen hơn và cũng rất hài lòng với nhất là món lẩu với lại món gà. Rồi, nhớ lần nha.